VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lấp theo âm học. Bạn không có quá nhiều kinh phí để đầu tư cho mình một dàn khủng, hay là bạn còn đang e ngại vì những dàn karaoke có giá bình dân? Vậy đâu mới là lựa chọn phù hợp dành cho bạn đây? Một sản phẩm dàn karaoke sử dụng công nghệ âm thanh kỹ thuật số, thay đổi hoàn toàn chất âm của quán bạn và loại bỏ hoàn toàn hú rè. Hát karaoke mới với phông nền và bích nhạc hoàn toàn của MV ca sĩ. Karaoke mới có bản cập nhật và những bản nào mới thì sẽ cập nhật online cho bạn hoàn toàn. Còn một điều nữa đó chính là phòng đủ rộng trên 30m² đều chơi tốt tất cả loại nhạc. Nhạc đen thì đánh bốc như trong quán bar, còn nhạc trữ tình thì lại sâu lắng và tình cảm vô cùng. Liệu đây có đủ để chinh phục bạn? Và liệu với cấu hình như vậy thì chất lượng của dàn karaoke kinh doanh tầm trung này sẽ mang đến cho các bạn như thế nào đây? Hãy cùng theo dõi tiếp nhé! Dàn karaoke kinh doanh tầm trung 1 mệnh danh là dàn karaoke kỹ thuật số chuẩn nhất năm 2018, gồm có đầu Kara M10 với 4 TB, hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Linux, sở hữu bộ xử lý Qualcomm 1.5, chip HiSilicon 4 nhân, hát nhạc MTV khả năng nâng cấp ổ cứng lên đến 6 TB, cập nhật bài hát online liên tục qua Cloud Server, trang bị tính năng tự động phích lỗi âm thanh, cân bằng âm lượng bài hát, hình ảnh sắc nét với độ phân giải Full HD lên đến 1080p, màn hình Kara 22 inch với vỏ chế tác từ vật liệu cao cấp chống va đập và nhiễm nước, sở hữu chiều cao tiêu chuẩn và độ nghiêng vừa tầm mắt người dùng, giao diện trực quan, khả năng lót dữ liệu chỉ vài giây, trang bị công nghệ cảm ứng đa điểm chạm lướt tương tự iPhone, kết nối không dây với đầu karaoke thông qua Wi-Fi, mixer BS Audio K6000, tùy biến âm thanh phù hợp theo từng không gian, công nghệ digital tái hiện chính xác sắc âm của từng bài hát, hát karaoke nhẹ không đuối, giọng thanh thoát, khả năng chống hú tốt hơn nhiều lần mixer thông thường, trang bị phần mềm cân chỉnh thông minh Nhật Bản, Man BS Audio RMA 4300 thuộc dòng 2U, hai kênh dễ phối hợp ăn ý với các thiết bị âm thanh, hỗ trợ lo tái hiện âm thanh ở mức cân bằng, không tức không hụt âm, hỗ trợ lo loại bỏ 95% tạp âm xung quanh, trang bị quạt cảm ứng tản nhiệt làm mát tự động, hoạt động ổn định ở cường độ làm việc liên tục. Lo BF Audio TB2 Pro với công suất là 450W, đánh nhạc mạnh mẽ, âm tròn đầy, bắt tai. Hệ thống 2 đường tiếng, 2 loa, kích thước bass 3 tấc tái hiện âm thanh bass chắc và dứt khoát, tái hiện chính xác sắc âm của từng giọng hát, hỗ trợ hát karaoke nhẹ, giọng ca ra lo sáng. Trang bị crossover, tùy chỉnh chất âm như ý. Shure BF Audio 112SA phạm vi phủ bass 40m², bass phủ đều 4 hướng. Cú bass 3 tấc tạo âm bass tròn đầy và dứt khoát. Khả năng cân bằng âm bass chuẩn xác qua từng bài hát. Giải tần số 40Hz và lên đến 250kHz, kiểm soát và tải hiện âm bass chuẩn xác. Hỗ trợ mixer giảm thiểu tiêu thụ điện năng và sinh nhiệt. Micro BS Audio Z11 thiết kế cao cấp từ nhôm CNC mạ tĩnh điện chống chảy xước, khả năng chống va đập tốt, rơi 3m không vỡ. Trang bị tính năng chọn sóng sạch, chống hú lên đến 98%. Thiết kế màn lưới lọc âm mạ kim, loại bỏ tạp âm. Bộ thu sóng 500 kênh hiển thị, phạm vi bắt sóng hơn 100m. Trang bị công nghệ 3 giây tự ngắt, 3 phút tự tắt nguồn. Vâng, và giá của dàn karaoke kinh doanh tầm trung này chỉ có 62.500.000 đồng. Nhưng nay chúng tôi khuyến mãi cho tất cả các bạn chỉ còn 59 triệu đồng, tiết kiệm lên đến 3.500.000 đồng. Tuyệt vời quá đúng không nào? Còn chần chừ gì nữa mà không ghé ngay các showroom của VDA gần nhất để nghe thử và hốt về cho mình một chiếc dàn karaoke tuyệt vời đi nào. Và đừng quên chúng tôi còn có một dàn karaoke thứ hai ở video lần sau nhé. Xin chào!